Đồ gỗ Tùng Tám, kính chào các bác nhé. Quay trở lại với buổi sáng những ngày cuối tháng 9 năm 2021 thì hôm nay rất hân hạnh là chúng tôi đón tiếp bác Hội. Bác Hội tại xã Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ. Hôm nay thì bác đã về trực tiếp xưởng và tham quan thì cũng như là bác đã chốt cho gia đình mình là một bộ sập thờ, sập ngôi. Thì trước mặt quý khách hàng đây là bác đang ký duyệt phần mộc của chiếc sập thờ. Chiếc sập thờ Mai Điểu này thì bên xưởng chúng tôi đã làm rất là lâu rồi và để gỗ đã khô kiệt rồi. Quý vị nhé, để gỗ khô kiệt rồi. Đây là chất liệu gỗ vụ Lào, chất liệu gỗ vụ Lào. Và mẫu sập thờ là sập thờ Mai Điểu. Thì trước mặt quý khách hàng đây là bác Hội, là bác đã ký duyệt phần mộc của chiếc sập thờ này. Nó sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Ngoài ra thì bác còn chốt thêm một chiếc sập ngồi hàng VIP, nữa. Thì mời các bác là đi vào phía bên trong xưởng này. Đấy, đi vào phía bên trong xưởng và cùng tham quan cũng như là bà cùng xem là bác Hội và cái ký duyệt cái phần thu phần mộc của chiếc sập này. Đây, một chiếc sập ngồi Mai Điểu đục chạm thủ công bằng tay, kích thước là 1m6 x 2m. Đó. Hàng này thì là hàng đẹp quý vị nhé, hàng này là hàng đẹp, hàng đục chạm nét. Đó. Để tôi nói luôn là hàng đục chạm nét để cho mọi người có thể nhìn được cái hình ảnh trên màn hình đây, thì là cái sản phẩm nó đục chạm rất là nét, nên là chúng tôi liệt nó là vào cái phân khúc hàng đẹp, hàng nét đấy. Còn những cái sản phẩm hàng phổ thông, hàng thông thường ấy, đục chạm mức độ tương đối ấy, thì xưởng ra rất là nhiều. Còn đối với những cái sản phẩm hàng nét như này thì là phải thừa quý vị ạ. Thì là một năm ấy chỉ thợ của chúng tôi chỉ đục được 3 đến 4 bộ mà hàng nét như thế này thôi. Còn những cái hàng đục ở mức độ bình dân hơn đó thì có rất nhiều thợ có đáp ứng đủ tay nghề để ra những hàng thế thì rất nhiều. Đối với những cái sản phẩm mà quý vị nhìn những bông hoa nó sắc nét như thế này, những con chim nó sinh động như thế này đó, thì số lượng nó chỉ có hạn thôi đó. Thì tôi cũng không giới thiệu nhiều về sản phẩm này. Quý vị nào quan tâm ấy, thì hãy vào trực tiếp kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng Tám và quý vị tìm kiếm là sập thập điểu con mai Đồ Gỗ Tùng Tám. Đấy, thì chúng tôi sẽ có những cái video chi tiết đánh giá, quay chi tiết cho khách hàng xem về những cái sập đó. Thì hôm nay thì tôi chỉ quay một chút video là kỷ niệm là bác Hội là về ký nhận cái một bộ sản phẩm phong thờ đấy. Rất cảm ơn gia đình bác Hội nhé. Còn quý vị đã có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Rồi, xin chào mọi người nhé.